Chuyển sang những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày. Là một trong 8 đại án buộc phải đưa ra xét xử trong năm 2019, vụ án Tổng công ty Viễn thông Moifone, viết tắt là Moifone, mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG được đưa ra xét xử sơ thẩm sáng nay có nhiều điểm đặc biệt trong lịch sử tố tụng tư pháp. Cùng điểm qua những điểm đặc biệt của vụ án này. Trong phiên tòa này, có tới 14 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Bắc Son sinh năm 1953, bị cáo Trương Minh Tuấn sinh năm 1960, hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị đưa ra xét xử về hai tội danh vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Theo cáo trạng, khi chỉ đạo và thực hiện dự án, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn biết rõ những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, nhưng với quyền hạn của mình và vì mục đích khác nhau, các bị cáo đã quyết liệt thực hiện để thúc đẩy việc mua bán AVG được nhanh chóng, mang lại lợi ích cho Phạm Nhật Vũ và các cổ đông AVG. Sau khi thương vụ thành công, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ 3 triệu đô la Mỹ từ ông Phạm Nhật Vũ. Ngoài ra, ông Phạm Nhật Vũ đã hối lộ ông Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la Mỹ, hối lộ Cao Duy Hải 500.000 đô la Mỹ, đưa cho ông Trương Minh Tuấn 200.000 đô la Mỹ. Quá trình điều tra, các bị can khai biết việc nhận tiền trên của ông Phạm Nhật Vũ là từ thương vụ mua AVG nên nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, đây được cho là vụ án nhận hối lộ có số tiền khủng nhất từ trước đến nay, khi riêng bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ lên đến 3 triệu đô la Mỹ. Tổng số tiền 4 bị cáo nhận hối lộ lên đến 6,2 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, tại phiên tòa này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định biệt phái 3 kiểm sát viên cao cấp về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội để thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 3 kiểm sát viên cao cấp này gồm ông Đặng Như Vĩnh, bà Trần Thị Thanh Huyền và ông Phan Hải Đăng. Đây là lần đầu tiên tại một phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát bố trí tới 3 kiểm sát viên cao cấp giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử sai phạm vụ Moifone mua AVG. Đáng chú ý, hiện tại có tổng số 41 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Minh Tuấn. Dù đây không phải lần đầu tiên một phiên tòa có nhiều luật sư tham dự, nhưng số lượng 41 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa bảo vệ thân chủ là quá lớn.